phát hiện gen làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID-19 nặng. Các chuyên gia tại Đại học E. Bialystok, Ba Lan đã tìm thấy một gen có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ người mắc COVID-19 biến chuyển nặng, theo Reuters. Sau hơn 1,5 năm nghiên cứu, chúng tôi đã có thể xác định một gen có thể gây bệnh nặng khi mắc virus corona. Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski thông báo hôm ngày 13 tháng 1, điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể xác định những người có thể mắc COVID-19 nặng trong tương lai. Hôm nay là một ngày đặc biệt với ngành khoa học Ba Lan, cũng là một ngày đặc biệt đối với hệ thống y tế, với sức khỏe của người dân Ba Lan, ông Niedzielski nói với báo giới. Theo các nhà khoa học, gen trên là yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ tư trong số các nhân tố quyết định người bệnh COVID-19 có bị nặng hay không, sau độ tuổi, cân nặng và giới. Gen trên được phát hiện ở 14% dân số Ba Lan, 8-9% dân số châu Âu nói chung và 27% dân số Ấn Độ. Theo giáo sư Maxim Moniuszko, trưởng nhóm nghiên cứu, chúng tôi đã chỉ ra gen là một nhân tố rất quan trọng, có thể quyết định cách chúng ta nhận thức về từng loại bệnh, bao gồm COVID-19, ông Moniuszko nói. Với việc chủ nghĩa hoài nghi vaccine là một trong số những nguyên nhân gây nên tỷ lệ tử vong cao tại Trung và Đông Âu, nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ khuyến khích người dân tiêm chủng, cũng như có thể được điều trị nếu không may mắc bệnh. Tháng 11 năm 2021, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford, Anh cũng tuyên bố phát hiện một phiên bản gen có thể làm tăng gấp đôi tỷ lệ tổn thương phổi của người bệnh. Phiên bản gen này xuất hiện ở 60% dân số gốc Nam Á. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!